Bài thứ ba là bạn cái bài phổi kỳ trước là có bài phải đứng lên, phải đứng như để vậy thôi, nó đó. Mà là loại một, nó là một loại. Thứ hai vừa có loại là chịu mày nhúng cái chân, nhúng chân tức là để chân như vậy nè, có đạp vô cái tường vừa nó có quên rồi bạn. Chưa thật bài để vậy nè, đứng vậy ha, đó một cứ vậy, hai cứ đạp cái tường vậy, rờ rờ cái bụng cho nó cứng đó, mỗi bên cũng nhiều lần, có chi 9 lần, thường là người tập lâu là gần 30 lần vậy, mà đạp rồi mình phải nhảy ra nè, nó bung ra vậy thì cái này nó phình lên, đó là loại thở thứ hai. Thở thứ ba hai tay đang này kéo là sao nè, hít cái này cứ kéo là thôi phải không, hít kéo là mà kéo thiệt nhiều nè, rồi để xuống này thổi. Vậy. Kéo khi nào cái âm thanh nó to lên là cái phổi mạnh lại. Mà thở từ đăng điền thở lên á. Đăng bụng lên không đó. Đó là ba bài. Bây giờ mày ra mày tập.